Xin chào quý khách hàng, quý nhà đầu tư. Hiện tại thì sáng nay Đức đưa khách hàng đi ký công chứng tại phòng công chứng Trương Danh Hậu, và luôn tiền thì Đức sẽ review và quay cho quý khách hàng, quý nhà đầu tư là hiện tại ở đây bất động sản đang sốt và rất nhiều hồ sơ đang công chứng ở đây. Các quý khách hàng, quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy lượt xe và lượt khách hàng ở đây rất là đông rồi, đúng không ạ? Và đối diện đây đó là trung tâm hành chính huyện Nhân Thành. Và sau đây Đức xin mời quý khách hàng, quý nhà đầu tư, tại sao đất ở đây nó hot như vậy? Xin mời quý khách hàng, quý nhà đầu tư theo chân tôi đi lên xem thực tế vị trí đất của tôi nó sẽ đẹp như thế nào ạ. Vâng, xin mời quý khách hàng, quý nhà đầu tư. Vâng, xin chào quý khách hàng, quý nhà đầu tư. Hiện tại thì Đức đang có mặt tại đất, ngay vị trí đất đang bán rồi. Tất cả đều là có sổ sẵn cầm tay nhá. Đây, ngay vị trí này trước mặt chúng ta đó là con đường huyết mạch DT756 kết nối giữa quốc lộ 13 và quốc lộ 14. Bên tay trái chúng ta đây đó là thị trấn Tân Khai và khu nghiệp Tân Quan. Trước mặt của ta đây là vị trí đất thực tế của chúng ta đang bán ạ. Có đường điện vỉa hè đầy đủ. Con đường này là con đường huyết mạch kết nối ba xã, xã Minh Lập, Quang Minh và Minh Thắng. Chúng ta đi thẳng con đường này thì chúng ta ra lại khu nghiệp Minh Thắng, và chúng ta rẽ phải theo con đường DT756 này, chúng ta ra lại trung tâm thành phố Minh Lập và rẽ trái ra Đồng Xoài, rẽ phải về đất Trơn Thành. Vị trí này vô cùng đẹp. Đó là được bao quanh bởi ba khu nghiệp Tân Quan, khu công nghiệp Minh Thắng và khu nghiệp Hải Long. Cách quốc lộ 14 chúng ta chỉ mất khoảng tầm 3 phút đi xe ô tô vào đây thôi quý vị, quý nhà đầu tư. Sau này ở đây được bao quanh bởi ba khu công nghiệp lớn, đó là Hải Long, Tân Quan và Minh Thắng. Con đường này là con đường liên ba xã. Đặc biệt hơn nữa, song song với tuyến đường huyết mạch DT756 này thì có thêm con đường đó là Đại Nam Minh Lập đang cắt cây đền bù và thông thẳng lên thành phố Đồng Xoài. Sau này ở đây là một cái đặc khu kinh tế vô cùng phát triển. Chỉ với hơn 700 triệu đồng chúng ta sẽ sở hữu đây một nền đất ở đây ngang 5 sâu 45, có thổ cư đầy đủ và sổ sẵn như thế này nha quý khách hàng, quý nhà đầu tư. Vâng, rất là tuyệt vời. Hãy để lại số điện thoại, nhân viên của Đức sẽ tư vấn và chia sẻ thêm thông tin kỹ hơn cho quý khách hàng, quý nhà đầu tư nhé. Và đặc biệt hơn nữa là vị trí này chỉ cách chợ, trung tâm chợ, ủy ban, trường học chỉ 1 km thôi quý khách hàng, quý nhà đầu tư ạ. Hãy liên hệ nhanh nha, số lượng có hạn. Vâng, xin chào quý khách hàng, quý nhà đầu tư.